Hello xin chào tất cả mọi người chào mừng người đến clip tiếp theo của anh đọc chị tám game minh thì hôm nay có một mã cốt mới à không biết là chị táo đã biết cái mã cốt này như nào chưa nhỉ em em nhập mã cốt mới chưa em chưa anh thì anh biết thông tin của mã cốt mới rồi anh nhưng mà anh chưa biết là nó cốt trong cái gì á em chưa biết thì anh chỉ em cách nhập cốt luôn nha và mọi người cũng nhìn uh, uh, nhập cốt theo nha ok không em anh gửi em cái mã code đi không cái đấy không cái đấy em phải tự nhận không phải gửi em ạ anh gửi anh anh gửi cho em để anh gửi cho em cái đường link đấy xong rồi em vào xong em, em, em nhập theo cái đường link đấy rồi vào nhận mã code nhá nghe này không em không nghe gì à anh gửi em cái đường link nhập code đấy em vào đấy em tự nhập mỗi người có một cái riêng. À, em bấm vào cái đường linh anh bảo đây, Được chưa? À. Sau khi em bấm vào đường link đấy, nó bắt mình gọi là đăng đăng nhập, em thấy không? Em có thấy mình bị bắt đăng nhập không? thì các bạn bấm vào đường link giống như mình mình sẽ để cái đường link đấy ở bên dưới cho các bạn nhé à em nhìn em nhìn trên phần em em nhìn ở trong ấy xem có giống hình như của anh không em nhìn trên hình anh, anh ấy không trong đít còn anh chỉ em ấy thấy chưa hello chút em bấm vào cái đường link đấy đi đi bấm đường link nhưng mà ở bên phay của em là em để ở cái phay chính của em ấy Thì em để cái phay mà em đăng nhập vào đây ừ. đi em sao em để lại đấy sau khi mà các bạn bấm vào cái đường link đấy các bạn sẽ hiện cái trang giống như màn hình của mình chưa các bạn đó các bạn thấy cái trang giống như của mình chưa em bấm chưa em bấm được chưa đấy tiện anh chỉ cho chị táo sẽ chỉ luôn cho mọi người nhá rồi đến đây thì các bạn bấm vào cái phần đăng nhập này. Em bấm vào phần đăng nhập chưa? đăng nhập được rồi chưa? À, các bạn đến đây các bạn đăng nhập vào cái mà các bạn đang cần đăng nhập nhé cái nick của các bạn nhé các bạn đăng nhập vào cái gì các bạn đăng nhập vào đấy à, mình sẽ đăng nhập bằng cái nick của mình Đó. sau khi các bạn đăng nhập vào đến đây các bạn sẽ các bạn sẽ hái lọc bằng hai cách một là các bạn sẽ mỗi ngày các bạn sẽ được đăng nhập uh, hái lộc hai lần ở cái trên này còn cái dưới này thì các bạn sẽ được đăng nhập cả năm cái luôn này đăng nhập 5 ngày được 5 cái luôn này đấy, khi các bạn hoàn thành tới 10 lần kết lộc vàng các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng ở đây thì cái gì cái này là bí mật các bạn Đấy, như đây mình đã hái lộc 7 lần rồi em vào được chưa em anh cái này sau khi đến đấy các bạn hãy bấm vào cái phần bên này các bạn sẽ có Rồi các mốc này khi các bạn đạt các mốc 388k này Đấy, thì các bạn sẽ nhận được cái, cái mã cốt này, số tám k các bạn sẽ nhận được cái này, Đấy, và tám k các bạn sẽ nhận được cái này, Đấy, đại phát lại là sung túc ống no này, phát tài phát lộc này, Đấy, thì đến đây các bạn bấm vào chữ nhận này là các bạn sẽ được, nhưng mình đây là mình đã nhận rồi, nhưng mà mình vẫn chưa mở nên mình sẽ bấm vào túi đồ mình xem của mình, em nào bên gift code này, Đấy, mình có một cái mã cốt này, sử dụng này, Đấy, mình thì vẫn sử dụng nhé chọn game này play này thông tin cốt này chọn xem cái cốt này là bí mật đấy các bạn nó không hiện tên cốt đây các bạn ạ đấy v v ba k đấy bạn đã nhập cốt thành công bạn muốn nhập tiếp cái cốt này nó sẽ là bí mật mỗi người cái mã của nó sẽ là bí mật nha mọi người đấy, các bạn sẽ không biết cốt là gì các bạn phải làm theo thì các bạn mới nhập được đó hai voucher này mình có hai mỗi cái mình có hai voucher này voucher nạp game này lượt thái lộc này bảy lượt thái lộc này sắp hết hạn này voucher nạp game này là voucher gì đây à cái này phải quét quét rẽ lò à à, thôi, đó à, thì đến đây các bạn nhập tức xong tức là rồi. thanh toán cho hàng lô bay. à rồi rồi, hiểu rồi. rồi, các bạn về trang chủ nhé. các bạn vào hai lộc là nó sẽ ra trang như thế thôi. đó, bây giờ các bạn sẽ vào game nha. em làm theo anh chưa? rồi. bây giờ các bạn vào game các bạn nhận thưởng cái mã cốt này xem mã cốt đầu tiên là có cái gì nha. khi nó đừng nhắm hành đạt đến hai cái bốc tiếp theo các bạn vẫn được nhận cốt tiếp nha các bạn nhé. rồi, ôi. Oh. Mã cốt sẽ là một hộp bốc thăm xương rồng Cái mã cốt đầu thường nó rất là cùi Máy tinh dầu Và đây là vật thường đăng nhập à? Rồi Mã cốt sẽ được một hộp bốc thăm xương rồng các bạn ạ Không ăn thua cho lắm Rồi Vậy thì đã nhập xong mã cốt đầu tiên Ai à, Xem ngày hôm nay là có gì nữa nào Đấy, cái việc nó, nó đơn giản mà các bạn chỉ việc làm các bước thì thôi em nhận được cốt chưa em chưa em bấm vào nhận cốt đi em đang nhập vào nó hiện chữ nhập nhận cốt bên cạnh này thấy chưa ai à, xem hôm nay quà có gì không? hôm nay thì không bày bán gì cả hôm nay là thứ ba ngày kia chắc là có cập nhật mới rồi các bạn thì sắp tới thế bảo có sự kiện săn rồng xanh. Thì cái này chắc là sự kiện câu cá tiếp rồi. Thì những khu chỗ nào mà có lốc xoáy thì bạn sẽ săn ở đấy nha. Thì không biết những khu vực nào sẽ có lốc xoáy nhỉ? Bạn Đợt này nhà văn hạnh Im ỉm thực hiện hơi lâu. Bán đã thực hiện à? em vẫn chưa nhập được cốt à? nhập được chưa? à nhập được cốt chưa em? em? chưa. nhập đi. chưa lấy cốt à? mà cái cốt này nó là... cái cốt đầu này nó cũng hơi củi em. cho độc hồ bốc thăm xương uh, rồng ạ. À. Chắc là cái cốt thứ ba chắc là cũng gọi là ổn chắc là cũng ngon đấy, là cốt kim cương đấy. Và cái điều kiện để làm sao mà nhận được cái cốt này ta? Điều kiện làm sao để cho nó tăng cái bốc này lên để nhận cốt nhỉ mọi người nhỉ? Mà cần chơi cho một tự game tích hợp để tham gia Để anh đậu coi Các bước Lần đối với coi à, chăm chỉ tích kìa Cái này là chăm chỉ tích lũy thôi không nhận được cái gì trời không có gì cả trời ơi mặt nạ hồ này nãy mở một hộp rồi mà mai như mai đang nhập lại được nhận được hộp kim cương nữa sao nhỉ em nhỉ mai ừ, là một kim cương đó mai là một hộp kim cương à, đánh đậu coi nào, đúng rồi, mai hộp kim cương, ngày kia nhận được cái đầu lân là cái trang phục cuối cùng, là chọn bộ luôn cây lân xanh, sau ít nữa là ra cây lân vàng đó là là thôi, mỗi tết ra một lân một màu, thế là hết đát, sao không thay đổi ra đồ tết khác đi nhỉ? Nhưng anh bí tưởng cái nào ấy hai kim cương ạ à. Ôi rồi màu vịt su nhất năm một màn màu vịt su nhất năm 650 kim cương rồi. Đủ kim cương để chờ cập nhật mới ra để để, để mở hộp cho các bạn. Rồi. À, vậy là nhận cốt sau cho mọi người rồi nha. Clip mình Đậu chắc dừng tại đây thôi. Bye bye mọi người nha.